Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở ấp Thiện Lương, không phải ấp Long Vân, xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Khương Dừa đang đi nheo nhà của Phước với Lộc. Hôm qua Khương Dừa chở hai đứa nó về tới nhà khoảng 8 giờ tối. Rồi sáng nay Khương Dừa tính ghé thăm hai đứa nó trước, nhưng mà sáng nay thì Khương Dừa phải chở anh Sơn đi đóng tiền ngân hàng. Tại mình phải đi giờ hành chánh, sợ đi về đi phải tranh thủ làm đó trước để hơi không có giờ hành chánh thì mình không có đi đóng được. Rồi Khương Dừa đi ghé nhà của anh Nói, rồi ghé nhà của con bé Như Ý, rồi Khương Dừa ghé nhà của cô Ba với chị Kim Cương. Thì bây giờ là gần 5 giờ Khương Dừa mới tới nhà của Phước với Lộc. Hôm nay Khương Dừa tới nhà của Phước Lộc để coi cái nhà nó sửa như thế nào rồi. Khương Dừa mới biết được cái hộp thông tin đó là cái miếng đất này với lại cái nhà này là hiện tại là cho ông Phước với Lộc, nhưng mà ông bà nội vẫn còn đứng tên. Hai đứa nó chưa có được đứng tên, không biết chừng nữa là hai đứa nó có được nhận cái đám sầu riêng nghĩa là cái nhà này không. Chú tới hay trễ? Dạ. Nè, đeo vô con. Xong rồi hả? Dạ xong rồi. Xong rồi rời rồi. Xây này hai bậc hả? Dạ. Để chú vô chú tham quan. Vậy rồi mốt dắt xe vô anh đó hả? Dạ. Cái mày này rớt sắp rớt rồi. Này lót gạch bông luôn hả? Dạ lót gạch bông. Gạch này nó gạch xấu quá vậy đây. Dạ. Thôi thắp nhang cho mẹ con cái. Dạ. Nhà dơ mang dép vô được phải không? Dạ được chút, nhưng mà mang đại chút. Nhà mày chưa có ấy phải không? Dạ. Nhà con chưa có quét. Rồi sáng giờ hai anh em ở nhà hả? Dạ hai anh em có ở nhà. Rồi sáng tối về mệt không? Dạ tối về cũng mệt. Đuối không? Ngủ luôn. Đi xe hai đứa nó bị say xe, nó Lộc nó ói mà con quá. Cái này lắp được cái đèn hả? Dạ, được cái đèn tông, bồn, lúc nó dựa. Đừng có đèn ở trước, có đèn không? Dạ không, có con tay này trước cũng sáng. Nhưng mà mốt buổi có khách khứa đừng phải lắp chứ. Gì mấy đại ca? Vô chơi. Vô chơi. Vô lên hình nè. Thấy con vừa đứng ngoài nó chạy vô nó ngó. Nó không có cái đèn luôn, mốt ở đây tới thui làm sao? Tại nó có tông gắn cũng thoáng ra tới ngoài đây luôn. Ừ. Ủa cái này là không có kiến hả? Vậy hả? Dạ. Cái dạng nó vậy chứ không có kiến không? Dạ. Ông chú mình cái này mình đóng ở ngoài mình đóng vô chú. Ngoài đóng vô hả? Dạ. Là bữa chú đưa 5 triệu là bác bảy mua gạch bông rồi làm cho tụi con xong luôn hả? Dạ. Cái này là cái đó mình gắn. Ủa cái này không có cửa ta, rồi gió nó lùa vô làm sao? Không có kiến hả? Không, cái này mình cũng gắn ở ngoài luôn hả? Dạ, ở ngoài gắn vô luôn. Nhưng mà chú gắn ngược rồi. Mình gắn này sao? Ê, từng cà tay tôi nghe không? Rồi đây là phải phá cửa đây không? Dạ mình đây mình cửa chú vừa buông ra không còn. Nó vẫn mở. Mở vậy. Dạ. Rồi đây phá cửa lại hả? Bóp cửa dạ. Lại hả? Chà. Đúng bóp rồi. Cửa này coi chừng nó lòn vô nó cắt được ạ. Dạ cửa này gắn con cũng chưa hiểu luôn nữa. Dạ. Cửa... Gắn kiến nữa. Này con kiến này chưa gắn kiến hay sao? Dạ chưa gắn kiến. Hay là dạng nó vậy? Dạ tại. Chưa có kiến con ơi. Cái này không phải chưa gắn kiến, cái này nó phải có miếng kiến nè. Này là một miếng kiến nè. Dạ. Đúng không? Nó phải chưa gắn kiến thôi. Đó. Không có gắn kiến nó thành song sắt à. Khổ à. Trời ơi. Rồi. Tạm thời vậy đi. Còn cái này cũng vậy hả? Cái này là vậy đâu có gắn kiến gì phải không? Dạ không. Cửa sổ này về xong rồi phải không? Dạ. Cái này cũng phải làm kiếng để kéo ra cái vô, để mưa nó vô nó tạt. Ôi. Rồi cái này cũng vậy. Như cái này sao không, cái này nó màu vô nó không vô cái này ta. Này phải sơn màu bạc luôn cho nó ăn luôn. Bữa dạ, nó bảy sơn. Cái cửa này mình gắn sao với... Dạ hả? Dạ. Này bữa phải sơn cái màu này luôn cho nó đi cùng luôn. Thì được một cái bóng đèn. Ở trong đây thì cũng trong đây có đèn hả? Dạ, sáng. Đèn cứ không buồn với đèn sao. Ừ. Rồi bữa giờ hai đứa ngủ đây hả? Dạ. Cù cái này cũng vậy, nên này phải gắn để hơn nước nó tạt vô, mưa gió tạt vô. Phải gắn mới được. Ok. Bữa nay mà bác Bảy mới đổ thêm phải không? Dạ. Được cái nền. Nền. Cái này mới xây hả? Dạ. Cái này mới xây lên cái bếp luôn phải không? Dạ mới xây lên luôn. Ừ. Cái này bữa không kêu không gót nó có thịt tàu đâu. Bữa nay đổi nước hả? Dạ. Còn xi măng dư thì sao? Dạ xi măng dư dắt con còn tát ở cái phần nước nữa chú. Đi ra sao phần nước. Sàn nước này mà mấy chú tính là làm ở trong đây luôn. Làm đây hả? Dạ. Đi toilet chưa xong hả? Dạ toilet chưa. Mình mới xây mới sơn ở này chưa có dán rồi cho tụi con hả? Dạ. Cái này chưa có nền chưa xong nữa. Dạ. Khi nào mới làm nữa? Dạ chắc khoảng một vài bữa nữa. Ừ. Dạ. Chết mồi, cái này là do mua cái này đi nó không có phải dội tay, không có dội tự động. Rồi nước rồi làm sao tụi em con kéo nước vô xài sao? Dạ. Làm đi nó sàn nước đây hả? Dạ sàn nước làm. Sàn nước đây cũng được. Rồi anh đi làm về chưa? Dạ anh con nợ chưa. Chưa hả? Dạ. Nói chung là nhà giờ trống trơn chưa có gì phải không? Dạ. Bữa có một chú làm bên đồ nội thất đồ nhôm không? Chú nói cho chú mấy cái giường với lại mấy cái bàn ghế để dạ. Tụi con để. Dạ. Thì như bữa hổm Khương Dừa có ghé thăm bà con cô bác thì thấy cái tiến độ nó hơi bị chậm. Thì bữa Khương Dừa cũng có hối thúc anh Bảy rồi, cũng có xin lỗi bà con cô bác rất là nhiều để cái nhà của hai đứa nó chậm quá. Thì bữa nay cái nhà nó cũng xong rồi, thì cũng hoàn chỉnh rồi, chỉ còn cái toilet nữa thì Khương Dừa sẽ hối thúc anh Bảy làm cho xong sớm cho nó xong toilet luôn. Thật ra thì do cái nhà nó bị xây nó bị đắp giá nên bà con cô bác nên nó sửa chữa nó cũng hơi mất thời gian, với lại tốn chi phí cũng nhiều đó. Thì Khương Dừa cũng mong là bà con cô bác cũng đến nay thì nhà cũng xong rồi thì cũng mong là bà con cô bác cũng thông cảm. Dạ mốt rút kinh nghiệm làm gì nó phải hối thúc phải dạ. Liên tục mới được chứ. Dạ chú vừa ngồi chứ làm cái nhà lâu quá để tụi nó lâu không có cái nhà thì bà có cô bác cũng sốt ruột. Chú không có đây mà chú không có thời gian chú theo suốt tụi con được. Dạ. Hai đứa nó còn nhỏ quá. Bây giờ hôm qua nay có nói với lại mấy dạ con mấy cô rồi chưa? Dạ có nói rồi. Rồi mấy cô với mấy chú làm sao? Dạ mấy cô mấy chú tỉ con muốn đi thì con đi. Giờ quyết định đi ha. Dạ. Khi nào tụi con đi? Dạ, chắc khoảng thứ hai. Thứ hai đi ha. Dạ. Thứ hai đi vậy thì chú nói với dì Tư về rước tụi con lên ha. Đồ đạc làm sao? Dạ đồ đạc cũng chuẩn bị cũng xong rồi. À. Vậy coi như nhà cửa đây thì cứ để lại anh Hai tới lui rồi anh Hai ở. Rồi cái thứ hai anh Hai có đi không? Dạ anh Hai không chắc có đi. Đi luôn tụi con hả? Dạ. Vậy là anh Hai đi chung lên làm cho bà Tư luôn, dì Tư luôn. Dạ. Vậy thì phải ở nhà phải gửi nhà để người ta tới lui để thắp nhang đồ này rồi quét dọn chứ thôi để nó sẽ xuống cấp. Có ai ở không ta? Dạ này chắc có cũng có mấy cô với mấy dì con lên rồi. Mấy cô mấy dì. Vậy là quý giả thân mến thì hôm bữa thứ ba vừa rồi thì Phước với Lộc nó có lên nhà, ngồi đi con, có lên nhà của dì Tư ở Tây Ninh đó. Cảm ơn con. Thì dì Tư có dẫn hai đứa nó lên để coi coi biết cái chỗ của dì Tư làm, rồi biết nói chung là tìm hiểu trước để hai đứa nó yên tâm. Thì sau khi hai đứa nó về thì hai đứa nó cũng yên tâm phần nào. Nhiều khi có người tốt quá hai đứa nó cũng không nghĩ là có ai tốt với mình vậy không, nó cũng lo lắng. Thì bây giờ hai đứa nó sẽ quyết định đi lên Tây Ninh để ở. Còn nhà cửa thì giờ mình sửa sang về rồi thì để có chỗ chắc cũng dọn bàn thờ của mẹ đồ lên chuyển cúng hả? Ba mẹ lên chỉnh thắp nhang hả? Dạ không, cha mẹ con để dưới đây. Để đây hả? Dạ. Để mình có làm bàn thờ để mình cúng không? Dạ không, để cha mẹ con mới mất đây không chưa đi được không? Dạ. Đó thì thôi nhà cửa như vậy cũng mừng rồi. Và còn Khương Dừa, hiện tại Khương Dừa đang giữ một số tiền của Khương Dừa chưa có tổng kết lại số tiền của ông Phước Dân Lộc. Chắc số tiền đó Khương Dừa sẽ đi mở sổ tiết kiệm. Chắc nếu mà thứ hai lên thì hoặc là Khương Dừa sẽ gửi cho dì Tư để dì Tư đi mở số tiền cái sổ tiết kiệm cho hai đứa nó luôn. Rồi mai mốt hai đứa nó có làm được có tiền thì dì Tư sẽ đóng vô cho hai đứa nó luôn. Dạ. Còn cái vườn sầu riêng này thì khi nào lấy lại thì sau khi 1 năm 2 năm gì tụi nó làm, nếu mà muốn về làm ở đây thì về làm, còn không ấy thì ở dì Tư không thì cũng tốt. Dạ. Và hai đứa mà quyết định như vậy thì chắc chắn là Khương Dừa cũng rất là mừng. Rồi bà con cô bác khán giả cũng rất mừng cho hai đứa nó. Dạ, có người đỡ đầu cưu mang như vậy là quá tốt rồi, không còn cái gì mà cơ hội nào tốt hơn nữa. Nhưng mà giờ phần tụi con cũng vậy, phần tụi con phải gắng cố gắng, phải dễ thương, phải hiền hậu, chăm chỉ làm ăn. Tại vì á dì Tư á, lên tỉnh dì Tư có giao điều kiện với ba với hai anh em. Thứ nhất á là ở đó là không được nhậu. Thì hai đứa nó còn nhỏ, Con Dừa cũng đâu cho nhậu nhẹt. Sĩ dụ sau này làm ăn gì đó có đi ngoại giao này thì ok, không được hút thuốc. Tại vì cái xưởng của cô dì Tư đó là cái bên xưởng niệm này kia đó, nó không được hút thuốc. Cái thứ ba là điện thoại là không được xài quá làm sao đó. Bữa dì Tư nói làm sao? Dạ, điện thoại xài không quá nhiều, chơi thì có giờ có giấc. Cái thứ ba nữa, cái thứ tư nó phải đi học. Đó, phải ráng đi học. Đó, Con Dừa thấy mấy cái đó điều kiện đó là quá tốt rồi. Nói chung là nếu mà tụi nó hai đứa nó lên làm mà lo chơi điện thoại hoặc là lo mà lớn một xíu nữa lo nhậu hút thuốc này kia thì dĩ nhiên là hoặc là không tốt thì dĩ nhiên là dì Tư sẽ đuổi cổ về. Tới đó là không có ai thương luôn. Hay đi con ơi. Đó thì Khương Dừa hy vọng là bây giờ hai anh em lên Tây Ninh ở rồi có gì Khương Dừa sẽ lên, Khương Dừa hỏi thăm hai đứa nó. Rồi mai mốt dỗ quải gì á thì về đây làm đám dỗ đồ cho ba mẹ ha. Dạ. Nhưng mà chú nghĩ đi là nên ví dụ như sư xin dì Tư ví dụ 3 tháng gì về nhà một lần. Dì Tư cho không sao đâu. Ví dụ 3 tháng về nhà thắp nhang ở ngủ một bữa hai bữa vậy đó rồi lên. Rồi Tết nhất thì cũng nên về giống như đi làm xa nên về ăn Tết thì cũng mồ mả cho ba mẹ. Rồi về thắp hương này kia rồi. Vậy là cũng mừng hả bà con cô bác, giống như là Khương Dừa nghĩ là có nhiều cái hoàn cảnh mình muốn giúp cho cái cần cậu cơm nhưng hai đứa nó đã được dì Tư giúp đỡ rồi. Như vậy mình cũng đỡ nó lo, nói chung là người lo chút vậy. Hai đứa con làm gì vậy? Này mấy đứa em hàng xóm hả? Dạ, nhỏ ẩn đỏ vậy cháu. Rồi con có nói dì Tư biết chưa, gọi dì Tư biết chưa? Dạ con chưa có gọi. Chưa nói dì Tư biết hả? Dạ. Chắc nói dì Tư biết để dì Tư sắp xếp. Dạ. Để xuống chợ lên, còn xe cộ đồ sao? Xe đạp cùi thì cất hả? Dạ. Thì cái giường bữa Khương rồi đạp, vừa rồi đạp độ gãy nè, bữa nay nó gãy luôn rồi bà con cô bác. Đổ rồi. Với lại có một mạnh thường quân gửi cho tụi con được 1,8 triệu. Rồi chú gửi đây thôi, chú đưa tụi con luôn đi. Để tụi con bỏ túi, còn con xài tụi con đi lên Tây Ninh sinh sống. Còn cái số tiền kia để chú Khương Dừa cộng lại rồi bao nhiêu rồi chú Khương Dừa đi làm sổ tiết kiệm cho. Như tụi con chưa có giấy chứng minh hả? Dạ con có làm rồi. Khi nào mới có? Dạ con cũng lấy về luôn rồi chứ. Lấy về rồi hả? Dạ. Vậy là tụi con có giấy chứng minh rồi, vậy tụi con làm sổ tiết kiệm tự làm được, khỏi phải người đỡ đầu. Nếu mà thứ hai, thứ ba để chú hỏi dì Tư xem là nếu mà dì Tư mở cho tụi con được thì dì Tư mở, còn không thấy chú mở thì chú đóng tiền vô đó xong cho xong rồi tụi con giữ cái sổ, hoặc là chú giữ cái sổ hoặc là dì Tư giữ cái sổ. Dạ. Để rồi khi nào lớn lên thì mình xài, chứ giờ tụi con cũng không được giữ cái sổ đó nữa. Như số tiền của hai đứa nó cũng còn khoảng 40-50 triệu gì bà con bác, 50 triệu vậy con vừa cũng không nhớ nữa. Chắc là mở cho tụi nó. Đây số tiền đây còn nhiêu đi, cất giữ để làm lộ phí mà đi. Này cô đưa riêng lẻ nên chú đưa cho con luôn, chú khỏi phải nhập vô cái chỗ kia mất công nè. Dạ. Với lại tụi con cũng phải cần tiền để đi lại này kia rồi. Dạ. Ừ. Rồi xin cái chỗ Hồ nghỉ chưa? Dạ con xin rồi. Xin rồi luôn hả? Dạ. Ừ. Nãy đi nói chứ ở đây quê hương quen rồi, giờ đi xứ khác để làm ăn cũng buồn lắm mà con bác, nhưng mà thôi mình phải nghĩ cái đường xa, nghĩ cái tương lai. Rồi đi chưa ta, bạn gái chưa? Dạ con đâu có bạn gái. Không có bạn gái hả? Dạ. Mình có để ý đứa nào không? Dạ không. Không để ý đứa nào luôn hả? Đang nấu cơm hay gì? Dạ con mới nấu cơm. Chị ăn cơm gì? Dạ con tính chiều mua vịt hay cá mòn. Hộp vịt hả? Dạ. Trời hai thằng ăn mạnh gì hả? Dạ trốn chó. Chó ăn nữa hả? Một nồi vậy luôn hả? Khỏe. Đang tôi ăn tôi lớn mà. Rồi chưa có làm đồ ăn luôn hả? Dạ con có làm sẵn rồi. Ồ, hộp vịt. Món ăn quen thuộc, hộp vịt dầm nước mắm. Rồi sao ta, đồ đạc rồi nếu mà người ta cho thì về để đây sợ nó hương ta, hay là đồ cho cứ để đó xếp lại. Nay nó nhìn nó sạch sẽ hơn hả bà con cô bác, nhìn nó tôm tất hơn. Bữa trước thì lại tới đồ chưa xong chân, bữa trước lại là cũng thấy cũng chưa lo gì cho tụi nó xong xuôi nên không hơi cũng buồn. Bữa nay thì anh Bảy anh cũng gắng cố gắng anh làm việc với mấy ông thợ để cho nó nhanh hơn. Yeah. Ở trước thì không có cái nhà, mà giờ có cái nhà thì phải đi xa nhà. Thôi phải đi thôi chứ giống như hồi xưa chú Khương Dừa cũng đi Sài Gòn, chú Khương Dừa làm quê mình phải biết làm ăn, không có điều kiện nghèo khổ khó làm lắm, với lại không có cha mẹ ở đây nữa. Hàng xóm biết tụi con đi chưa? Dạ cũng biết. Biết hả? Con Liếp biết hả? Dạ. Quyết định ha. Đi làm thời gian rồi học hành cho nó có bằng cấp rồi buôn bán rồi có tí vốn, rồi từng 27-28 tuổi gì rồi bà Tư dì Tư với cưới vợ rồi cho đó, rồi dì Tư với cho đi học nghề lái xe này kia, lớn tuổi xíu chỉ cho đi học lái xe rồi có nhiều cái lựa chọn. Còn nó ở đâu buôn bán với gì cũng sung sướng mà, trong mát. Chỉ sợ là tụi con là không sợ không biết giờ bản chất ở quê vậy, nhiều khi đi lên thành thị này kia, cuộc sống này kia nữa, không biết có thay đổi hay không thôi. Hy vọng là hai đứa này sau này nó thành công, mà Khương Dừa chừng 5-7 năm nữa, 10 năm nữa hai đứa nó thành công thì mình sẽ cũng rất là mừng. Mình cũng là một trong những người có duyên mà gặp hai đứa nó rồi. Cũng cảm ơn ông bà cô chú đã thương hai thằng Phước với thằng Lộc, bữa giờ cũng ủng hộ số tiền rất là lớn. Đó. Sửa được cái nhà, một số tiền này còn lại để làm vốn. Hai anh em có thường gây lộn không? Dạ không. Như không? Dạ. Cái gì Phước cũng quyết định hả? Lộc không quyết định hả? Giờ mình nếu mà cưới vợ rồi nó quyết định luôn hả? Dạ không. Người quyết định được không? Dạ. Để đó để con tính. Vì có quyết định tính cưới vợ được không hay là thằng Phước nó quyết định luôn? Dạ con quyết định vậy không? Quyết định cưới vợ phải không? Dạ. Thương đứa nào cưới đứa đó phải không? Dạ. Ừ. Thì thằng nào cưới vợ trước? Đâu biết được hả? Dạ không. Tính là hai đứa con sinh đôi nhưng mà cũng có nét khác khác xíu. Dạ. Chú nhìn chú biết. Khác nhất là cái áo nè, nhìn biết. Phước thì nó như anh mà. Anh thì nó thì hai đứa song sinh vậy, lúc nào ví dụ có nhiều thì cũng có khi thường thường thì anh em nó lanh hơn, nhưng mà cặp của thằng Phước với Lộc thì thằng Phước nó lanh hơn. Nói chung là anh là phải đứng ra lo mọi chuyện, rồi nói chuyện, rồi giao dịch, tất cả giao tiếp. Còn Lộc thì nó hơi hiền, nó ít nói. Một ngày nó nói biết bao nhiêu được từ. Mà nói ít từ không có được đâu nha, nói phải ngày phải 10.000 từ gì đó mới đủ tiêu chuẩn đó. Nó nhiều quá là nó bị không có lớn nổi đó, nó ít quá chứ. Nhưng mà nói vậy thôi chứ hiền lành thật thà là người ta thương à, đừng có ranh ma đồ, đừng. Chung là tụi con như vậy, cứ như vậy, đừng có không phải cái gì cũng phải lanh lợi cái này kia quá cũng không được. Chung có cái thật thà trước, cái hiền lành là người ta thương à, người ta sẽ giúp đỡ. Mừng đó bà con. Tính ra chú Khương Dừa cũng có lỗi trong cái việc mà sửa nhà chậm chạp của tụi con, nhưng mà tính ra đó là tạo ra một cái cơ hội cho tụi con. Chú Khương Dừa vô, chú Khương Dừa quay cái nhà gì thì lúc đó thì mọi người đều rớt nước mắt, và thứ nhất là bà dì Tư chỉ xem được thì dì thấy thôi, bỏ lại cái nhà đi, mày lên tao mày làm. Bây giờ hai đứa nó lại đi lên làm với dì Tư đó. Còn mấy đứa này đứa nào đi không? Vệ sinh cho mẹ đi luôn nè. À, bu quá trời. Thôi coi như là hôm nay là thứ sáu à, thì thứ bảy chủ nhật có thể thứ hai ba gì Phước Lộc sẽ lên Tây Ninh. Dạ rồi hai đứa nó sẽ bắt đầu công ăn chuyện làm rồi học hành đồ ở trên Tây Ninh. Và dì Tư sẽ là người đỡ đầu cho hai đứa nó, chăm lo cho hai đứa nó. Khương Dừa cũng sẽ gọi điện hỏi thăm. Có dịp thì Khương Dừa lên Tây Ninh thì Khương Dừa sẽ ghé thăm hai đứa. Đó, hoặc là về quê hai đứa nó về Khương Dừa ghé thăm. Coi như là hồi từ bữa giờ là cũng 4-5 tháng gì đó, 4 tháng gì đó là Khương Dừa, từ khi mà Khương Dừa gặp gỡ anh em của ông Phước Duyên Lộc rồi quay clip lên, rồi bà con cô bác đồ ủng hộ, rồi sửa nhà sửa cửa tới bây giờ là coi như là, nói chung là luôn. Ngày đầu thì hai đứa nó tội lắm, nhà cửa đồ sập xệ rồi thiếu nợ thiếu nần tùm lum. Càng ngày thì được bà con cô bác giúp đỡ thì nhà được sửa rồi, cũng có được ít tiền. Bây giờ là đứng trước một cơ hội có tương lai rất là tốt, thì hy vọng là hai đứa sẽ cố gắng để nắm bắt cái cơ hội này để sau này đi làm rồi có nghề nghiệp rồi lo cho cuộc sống, lo cho bản thân ha. Yeah. Dạ. Rồi có gì Khương Dừa sẽ cập nhật tình hình thêm. Dạ tới đây là mình thấy rồi, coi như là mình giúp hai đứa tới đây rồi, và coi như là cái duyên. Khương Dừa thì không có giúp được nhiều lắm, nhưng mà coi như là cái duyên để chia sẻ cùng ông bà cô bác, để ông bà cô bác cùng giúp đỡ hai đứa nó. Khương Dừa cũng cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Tụi con cũng cảm ơn bà cô bác đi, mà biết khi nào mình nhiều khi mai mốt tới đám cưới hay mày tôi mới quay clip nữa. Dạ, thì cảm ơn bà cô chú để bữa giờ đã thương tụi con, hỏi thăm rồi nhiều người giúp đỡ chia sẻ, cũng gửi tiền sửa nhà, gửi tiền giúp đỡ nhiều. Thì bây giờ tụi con mọi người, tất cả mọi người sẽ hy vọng của tụi con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thí dụ sau 5-7 tháng nữa hay gì thì chú quay lại thì tụi con đứa nào cũng đẹp trai ra, trắng trẻo ra. Đó, ăn mặc đồ nó đẹp đẽ ra thì mọi người sẽ mừng hơn cho tụi con. Yeah. Ha. Cảm ơn Lộc. Đứng gần anh hai nói chuyện lớn coi. Con cảm ơn ông bà cô bác đã giúp cho hai anh em con được ngôi nhà. Cái gì nữa? Số tiền. Dạ với một số tiền. Ừ, làm vốn rồi. Làm vốn. Đó. Rồi hai anh em cố gắng nha. Dạ. Dạ rồi nói chung Khương Dừa vui lắm bà con cô bác, cho mình giúp một cái nào nó có hướng ra, có cái tương lai tốt đẹp hơn thì vui. Còn giúp như kiểu đổ sông đổ biển thì mình ghét rồi, mình quải quá Dạ rồi, cảm ơn bà cô bác nha. Hẹn gặp lại cô bà cô bác trong một video tiếp theo. Bye bye mọi người.